độ nàng thoát luân hồi. Trùng phùng nơi giang hải thăm sâu, nàng có muốn quay đầu không? Nàng cố chấp như chưa tin vào ý Phật. Thủy chiều lên phi điều bay cao, trần gian không còn ai ở. Nguyện một kiếp độ nàng thoát tam độ. Anh Phú bị chật CP nha các bạn. Nếu như mà trong 50 phút mà anh Phú đứng dậy được hết, mình bay ra mình đỡ anh vậy nha các bạn. An toàn là trên hết. Bánh còn lại là của Nhã thì để cho anh nó làm đúng không? Trong đêm tối anh em lên phố trên đôi Jordan. Mobbing with the mob để lấy những thứ anh em tao cần. Mobbing with the ocean, chắc nào cơ lên cao dần. Ở động đất à, không phải, đây là bọn anh đã đi lên. Ở động đất à, không phải, đây là bọn anh đã đi lên. Ở động rời đi xa có nhớ chăng, dùng thư tay lời hỏi thăm, vài câu ca dưới ánh trăng mờ hôm đó có ai đang chờ. Mẹ dần phải theo tháng năm, lời biệt ly sao khó khăn, thủ đô trong chăn gối mong được tôi kể tâm tư này. Không cần mong nhà cô, không cần mong nhà cô và công chúa là chỉ có em thôi. Không cần băng giày cao gót, không cần băng sao cầu kỳ mà khiến anh đam mê em đêm nay. Bên cạnh em bình yên quá, anh chỉ muốn say mãi trong làn bóng thơm dịu dàng. Trên bàn từng là bao thuốc trước khi biến thành shisha, yeah. Nghe nó phơi bình anh như đang đổ nước vào bông hoa. Cách tôi nói như anh như cầu trong núi chờ ông cha. Không cần chạy làm bầu, anh không cần mặc giang hồ. Nhìn anh vẫn cứ như idol khi anh đang bước vào trong bar. Nghe hỏi bầu anh là điều tuyệt vời nhất vì ngày nào cũng là 14 tháng 2. Sáng nay có anh là con nét tốt ngay điện ảo sao thiếu đến tinh hoa. Nhìn anh là người em cầu được thế nên đừng bảo là anh phải thánh giá. Em phá của anh thật lòng chảy xong rồi em bảo anh ơi em tính là gác gì trong thiên đàng. Ly trụ người trên du thuyền nghe điều giặc cổ hoài lang, ngắm thành phố đèn lên đèn tình 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 tan. Nếu mày thích thì cứ chi tiền chơi kiểu mấy ông chủ Đài Loan, đợi tối thêm chút thì lên sàn có thiếu gì kiểu xài sang. Về trung tâm Hồ Gươm đã lên đèn, náo loạn Hồ Gươm ôi náo loạn Hồ Gươm, tiếng nẹt vô ẩn chờ em đâu trời cao có một mai thức giấc chẳng có cơn đau nào sẽ ghé qua. Và mình trên trên tay mình cùng nhau đi lên ngôi, đây là dịp bay vương vương bay vương về anh thôi. Năm vui năm mình năm vui, mơ là mây đồ ba lâu mình là vui, biết một cơn trăng thay trên mây rồi với nhịp đập không như người che không vay rồi. Bốn em cùng ai cũng phải say goodbye, thiên thần là em không phải em chứ ai. Em xinh đẹp và tuyệt trần à, em xinh như là thiên thần à, em xinh như là bức tranh à, cho tim anh mãi một màu xanh. Những ngỡ trước anh ngọt ngào anh đến bên che chở, rời xa anh
mày Việt Nam mày giá vàng ơi, mua thêm nái kè như ngôi sao vàng nhưng không ngang tàn ơi, dòng bồi khoác áo chàng đã cho biết đánh đàn hứa tôi hoa mơ màng tức bóng trời giá bằng nghe anh chàng trên lá hai không mười hai thích pop 2022 có hỏi chẳng nói là thích nghe trap. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen, cô ấy bảo cô ấy đã chắc làm fan. Cô bảo chồng em kia rất là ghen, tao thốt lên là đem. Cô ấy cứ muốn nói như sang chẳng đi chơi gì với chồng bà. Tôi ở với cô. Xa xăm có tiếng cỡ dài, khắc sâu mỗi tình không vội vàng. Tiếc cho duyên phận mình ngang trai, từng chiều cô liêu cùng đắng